Hello there, welcome back. Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An. Today we are going to review and practice Unit 2 What I Can Do. Student book I Island Smart Star 4. Bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần ôn tập và thực hành của Unit 2 chủ đề What I Can Do. Của sách tiếng Anh lớp 4 Island Smart Star. Okay, now are you ready? Let's get started. Now, Park đây. Listen and draw lines. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần A. Trong phần này chúng ta sẽ nghe và nói uh, các bạn tương ứng với những cái hoạt động. Ok. Here we have John, Jane, Charlie, David, Emma. Ở đây chúng ta có 5 bạn, đúng không? Và đây tương ứng sẽ có những cái hoạt động như là play badminton là gì? Chơi uh, đánh cầu lông, swim là gì? Bơi, Play the guitar chơi gì đàn guitar, play the piano chơi đàn piano hay là dương cầm, do gymnastics là gì uh, tập thể dục dụng cụ tập thể dục dụng cụ. Okay, now listen and draw lines. Look at the pictures. Listen, there is one example. Number one. Hey John. Hi Lisa. What can you do? I can play the piano. Can you see the line? This is an example. Now, listen and draw lines. Number two. Hi, Jane. Hi, Sam. Can you play basketball? No, I can't. I can do gymnastics. Oh, really? That's cool. Number three. Hi Charlie. Hey, can you swim? Yes, I can. Number 4 Hi David, do you want to play tennis? No, I can't play tennis. Oh, can you play badminton? Yes, I can. Number 5 What can you do Emma? I can play the guitar. Oh really? Can you play for me? Yes. Now, listen again. Okay, now have you got the answer? Và các bạn đã có câu trả lời chưa nào? Bạn John có thể uh, làm gì? Bạn Charlie, bạn Jane, bạn Charlie, bạn David, bạn Emma. Các bạn ấy có thể uh, làm cái hoạt động gì? Now listen again. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nhé. Look at the pictures. Listen. There is one example. Number one. Hey John. Hi Lisa. What can you do? I can play the piano. John can play the piano, right? Can you see the line? This is an example. Now listen and draw lines. Number two. Hi Jane. Hi Sam. Can you play basketball? No, I can't. I can do gymnastics. Oh really? That's cool. So Jane can do gymnastics, right? Very good. Number three. Hi Charlie. Hey, can you swim? Yes, I can. Jelly? Jelly can swim, right? Number four. Hi David, do you want to play tennis? No, I can't play tennis. Oh, can you play badminton? Yes, I can. So, David can play badminton, right? Very good. Number five. What can you do, Emma? I can play the guitar. Oh really? Can you play for me? Yes. Now listen again. So, number five Emma. Emma can play the guitar, right? Now let's check. Yeah. Excellent. All right. Very good. Now let's move on to the next one. Now, park letter B. Fill the blanks. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần B. Trong phần này chúng ta sẽ điền vào chỗ trống. Ok. Now, picture number one. Play the guitar. Right? Bức tranh đầu tiên đây là hành động gì đây? Play the guitar. Chơi đàn guitar. Alright. A. What can he do? Cậu ấy có thể làm gì? B. He can play the guitar. Cậu ấy có thể chơi đàn guitar. Ok. Now, picture number two. A. What can you do? Bạn có thể làm gì? B. I can. I can play the piano. I can play the keyboard. Okay, I can play the keyboard. Tớ có thể chơi đàn phím. Okay. Now picture number three. Swim. Okay. So A. Can you swim? Right? Can you swim? Bạn có thể bơi không? Yes, I can. Có, tớ có thể. Yes, I can. tới có thể. Alright, so number four, trump pro, alright? Trump pro. So we can ask here, can you trump pro? Cậu có thể nhảy dây không? Dấu cross ở đây có nghĩa là gì? No, I can't. No, I can't. Hoặc là mình sẽ trả lời No, I can't. No, I can't. Hoặc là No, I can't. Okay. Không, tôi không thể. Alright. Very good. Now, Park write about what you can and can do. okay hãy viết về uh, cái điều mà em có thể làm và cái điều mà em không thể làm. Alright, for example, my name's Lang. My name's Lang. Tên tớ là Lang. I can, I can swim and dance. I can swim and dance. Tớ có thể bơi và nhảy. I can also draw. Tớ cũng có thể vẽ. I can't sing. I can't, I can't sing. tôi không thể hát. I can't cook. tôi không thể nấu ăn. OK. What about you? What can you do? Thế còn bạn thì sao? Bạn có thể làm gì? Alright. OK. Mình làm tương tự ha. My name is Ang. I can swim and play badminton. I also, I can also cook. Okay, I can dance. I can play the keyboard. And what about you? What can you do? All right? Các bạn cũng làm tương tự. Ok, mình sẽ giới thiệu. À, mình tên là gì? Mình có thể làm cái gì? Và mình không thể làm cái gì? All right? Very good. Now let's move on to the next part. Park letter D. Now park letter D. Play the ball games. Phần này sẽ là phần trò chơi alex à, xúc sắc. Xúc sắc dừng ở hình nào thì chúng ta sẽ dựa ký hiệu trên hình đó để mà đặt câu cho phù hợp. Nếu xúc sắc rơi vào hình màu tím thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu chủ ngữ cộng với can hoặc là can't cộng với động từ nguyên mẫu. For example. I can sing. Okay. Ở đây chúng ta thấy có dấu tích màu xanh như vậy là Tớ có thể hát. Right? I can sing. Tớ có thể hát. Alright. Hay là gì? Nếu xúc sắc rơi vào hình màu vàng như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc can cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu. Câu trả lời sẽ là gì? Yes cộng với chủ ngữ cộng với can hoặc là nếu không thì sẽ là no cộng với chủ ngữ cộng với can't. For example, can Annie swim? Bạn Annie, bạn Amy có thể không? Ở đây chúng ta thấy có dấu tích màu đỏ có nghĩa là bạn ấy không thể. Thì câu trả lời sẽ là no, she Can't. Ok, and Amy là bạn nữ đúng không? Như vậy, câu trả lời sẽ là she. Ok, no she can't. Cô ấy không thể. Ok, hoặc là nếu xúc sắc rơi vào hình màu xanh ở đây, thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc what can cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu. Ok, what can cộng với chủ ngữ cộng với động từ nguyên mẫu. Và câu trả lời sẽ là chủ ngữ cộng với can cộng với động từ nguyên mẫu. OK. Chủ ngữ câu trả lời sẽ phụ thuộc vào chủ ngữ trong câu hỏi. Right? Ví dụ như là gì? What can your brother do? What can your brother do? Your brother, anh trai của bạn, anh trai của cậu, chính là he, đúng không? Vì vậy câu trả lời sẽ là gì? He can, he can do gymnastics. He can do gymnastics. Anh à ấy có thể tập thể dục dụng cụ. OK? Very good. Now Look at this picture. Chúng ta nhìn vào cái ô này. Giả sử xúc sắc rơi vào ô này thì chúng ta sẽ viết câu chúng ta sẽ viết câu như thế nào nhỉ? He can draw. Chúng ta thấy dấu tích ở đây không? Dấu tích ở đây tức là cậu ấy có thể. He can draw. Cậu ấy có thể vẽ. Right? And the next one here. Ở đây là hành động gì đây? Act. Diễn xuất. Đúng không? Two people. Hai người như vậy. Chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ ở đây là they. Ở đây chúng ta thấy dấu cross Tức là họ không thể So they can't They can't act They can't act Họ không thể diễn xuất okay. Hay là gì? Nếu mà xúc xích rơi vào ô này thì sao? Ở đây chúng ta thấy đây là bằng nữ Như vậy chủ ngữ ở đây sẽ là she Đây là hành động Đây là hành động gì nhỉ? paint Vẽ, tô màu Đúng không? Và dấu cross ở đây tức là cô ấy không thể vẽ à, Cô ấy không thể tô màu như vậy chúng ta sẽ đặt câu như thế nào nhỉ? She can't paint. She can't paint. Or oh, she can't paint. Cô không thể tô màu. Alright. And the next one. Nếu mà xúc xích rơi vào ô màu vàng đây như thế nào nhỉ? Đây là chủ ngữ là Bill. Như vậy câu hỏi của chúng ta sẽ là gì? Can Bill run? Can Bill run? Can Bill run? Can Bill run? Bạn Bill có thể chạy không? Giáo tích có nghĩa là bạn có thể. Yes, he can. Chủ ngữ là Bill. Bill ở đây chính là là bạn nam. Như vậy, câu trả lời sẽ là he, yet he can. Cậu ấy có thể. ok Hay là gì? Can Emily hop? Bạn Emily có thể nhảy lò cò không? Emily ở đây chính là bạn nữ đúng không? Như vậy câu trả lời sẽ là she. Ở đây chúng ta thấy có dấu cross. Tức là bạn ấy không thể nhảy lò cò. Như vậy câu trả lời sẽ là no, she can't. Ok, understand? And the next one, Jane and Emily. Jane and Emily chum bro, right? So we can ask here, can Jane and Emily chum bro? Can Jane and Emily chum bro? Bạn Jane và bạn Emily có thể à, uh, nhảy dây không? Dấu tích ở đây có nghĩa là yes they can. Vâng, họ có thể. Okay, yes they can. Họ có thể, right? And the next one. Here. Yeah. Nếu dấu nếu con xúc xắc rơi vào ô này thì mình sẽ đặt câu hỏi là gì nhỉ? What can cộng với chủ ngữ đúng không? What can your dad do? Bố của bạn có thể làm gì? He can he can drive a car. Bố có thể làm gì đây? Có thể lái ô tô. Your dad, your dad tức là bố, tức là đàn ông đúng không? Giới nam thì chúng ta câu trả lời sẽ là he. Giới nữ thì câu trả lời sẽ là she. She, okay? Now, the next one. Can What can your sister do? Okay, chị gái của bạn có thể làm gì hay là em gái của bạn có thể làm gì? She can ride a bike. Chị ấy hay là em ấy có thể cưỡi xe đạp đấy. Right. Chủ chủ ngữ ở đây là gì? Your sister, your sister tức là chị ấy hay là em ấy là nữ đúng không? Như vậy câu trả lời sẽ là she. Okay, she can ride a bike. Okay, or the next one, your cousin. What can your cousin do? What can your cousin do? À, anh, chị em họ của cậu làm gì? Đúng không? Ở đây chúng ta thấy hình ảnh là anh họ hoặc là em họ, đúng không? À, là con trai như vậy câu trả lời sẽ là He, he can play badminton. Anh ấy có thể chơi uh, đánh cầu lông. Alright, very good. So, what can you do? I can talk about things I can or can't do. I can ask. About what other people can or can do I can say what your friends and family can do okay? Như vậy tóm lại trong bài học ngày hôm nay Tóm lại sau bài học này Thì chúng ta có thể nói về những gì mà chúng ta có thể và không thể làm Thứ hai nữa là chúng ta có thể hỏi về Ai đó có thể làm gì và không thể làm gì Và thứ ba nữa là chúng ta có thể nói Là à, bạn cũng như là gia đình của mình có thể làm những gì, không thể làm những gì. Alright. Okay, it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần ôn tập và thực hành Unit 2 chủ đề What I Can Do của sách tiếng Anh lớp 4 Island Smart Star. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.